Thời gian qua, chúng tôi đã liên tục thông tin về tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Liên quan đến vấn đề này, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thừa nhận là có hiện tượng thiếu vaccine trên quy mô toàn quốc. Việc tiêm vaccine chậm, muộn là không mong muốn. Thông tin về các giải pháp để tháo gỡ vấn đề, Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để phê duyệt phương án giá vào tháng này, từ đó mua sắm, cung ứng vaccine, giải cơn khát thiếu vaccine trên toàn quốc. Năm 2023, do luật ngân sách, các tỉnh thành phải thực hiện mua sắm vaccine từ ngân sách của địa phương, song gặp khó khăn trong bố trí, phê duyệt kinh phí, vướng mắc thủ tục đấu thầu, phê duyệt giá cũng như kinh nghiệm triển khai, dẫn đến thiếu vaccine trầm trọng, đặc biệt là vaccine 5-trong-1. Với những giải pháp tình thế trước mắt, Bộ Y tế đã nỗ lực vận động các nguồn tài trợ. Tháng 7, Bộ đã nhận được hơn 250.000 liều vaccine 5-trong-1 và đến tối ngày 15 tháng 12, gần 500.000 liều vaccine 5-trong-1 đã tiếp tục về Việt Nam. Hiện nay chúng tôi cũng biết là với trách nhiệm của các nhà sản xuất trong nước thì hiện nay các chị cũng đã có một cơ số vaccine nhất định để giao ngay cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sau khi hoàn tất các thủ tục về tài chính. Và ngay sau khi được cấp vaccine thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm bù, tiêm vét cho tất cả các bé khi chưa được tiêm chủng đầy đủ các liều vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tôi phải sửa cái nghị định 104, đó là trong đó là đồng bộ về ngân sách trung ương là mua sắm vaccine, tiếp quản vận chuyển cho đến tận địa phương, và địa phương sẽ phải tổ chức bố trí ngân sách để tổ chức tiêm chủng. Nghị định này hiện nay là đã thẩm định qua Bộ Tư pháp rồi và sẽ ban hành sớm. Như thế chúng ta đồng bộ cộng với lại mua 10 loại vaccine mà sản xuất trong nước ấy, thì có 9 bước. Nhưng bây giờ là bước cuối cùng quan trọng nhất, đó là xác định cái giá tối đa của Bộ Tài chính. Thì hôm qua Bộ đã chuyển sang cho Bộ Tài chính và chờ Bộ Tài chính khi ban hành cái giá tối đa thì bắt đầu Bộ Y tế ban hành cái giá, xác định cái giá và ký hợp đồng. Tất cả các công ty cũng đã sẵn sàng cung ứng vaccine, đã sẵn sàng rồi và chờ mỗi cái giá nữa là chúng ta ký hợp đồng và có sẵn. Như thế là đồng bộ về cơ sở pháp lý, đồng bộ về tài chính, thì tôi tin rằng là sang năm 2024 là trở đi thì chúng ta không còn cái tình trạng thiếu vaccine nữa. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong quý 1 năm 2024, Viện sẽ phân bổ vaccine kịp thời tới 63 tỉnh, thành phố để tổ chức tiêm chủng các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, bao gồm vaccine nhập khẩu và vaccine sản xuất trong nước.